Hello các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục với cái con Q7 này các bạn. Bữa trước mình có quay cái clip nhưng mà mình chỉ giới thiệu sơ sơ thôi các bạn ơi, nên chưa quay rõ lắm nha. Thì hôm nay mình sẽ dành nhiều thời gian hơn, mình sẽ quay chi tiết cái con Audi Q7 này nha các bạn. Cái con Audi Q7 này là con Audi màu xám nha các bạn ơi. Màu xám cho đó các bạn. Xám cho hoặc xám lông chuột nha. Thì cái ánh đèn ở trên đó nó chiếu xuống nên nhìn cái xe nó hơi hồng hồng một chút nha các bạn ơi. Thì mình sẽ đi cái dàn đầu trước cho bạn xem nè. Đây là cái dàn đầu trước này các bạn, mà thấy không, đây là dải đèn trước nha. Ok, đây là cái logo này các bạn, đây là cái logo nè đó. Thì mình sẽ quay xa xa chút cho bạn nhìn tổng thể trước cái con Audi Q7 này nữa đó. Ok, thì mình sẽ đi xuống cái dàn chân nha. Đây. Đó, đây là cái mâm của con Audi Q7. Cái bộ mâm này là 17 inch nha các bạn. Ok. Đó. Đây là cái logo này các bạn. Đây, cái logo và cái nắp trục mâm của nó nha. Mà thấy không? Đây là cái logo và cái nắp trục mâm của nó nè. Thì khi nào mà làm xe giao khách á là mình sẽ gắn cái nắp trục ốc và trục mâm lại nha. Rồi, ok, mình sẽ đi ra đằng sau nha. Thì hiện tại cái xe này đang chuẩn bị giao khách đó các bạn ơi. Mình không phải là nhân viên bán hàng gì nha các bạn. Mình chỉ là kỹ thuật, mình thích thì mình rảnh. Mình quay một số mẫu xe cho bạn xem nghiên cứu ha. Thì mình chỉ là một kỹ thuật viên bình thường thôi. Đó, những bạn nào đam mê xe thì sẽ các bạn vô xem. Rồi, chứ mình cũng không có đánh giá hoặc là bán xe gì hết á, mình chỉ là một kỹ thuật viên thôi nha các bạn. Rồi, ok, đây là cái phần đuôi sau này các bạn ơi. Đó. Ok, đây mình sẽ để cho bạn xuống cái phần dưới này, đó là có chữ Q7 các bạn thấy không, Q7 nè. Đó, đây là cái dàn đuôi sau đây, bạn thấy hai cái bô không, hai cái ống xả kìa, đặt sang hai bên. Đây là cái tổng quan nhìn từ phía sau tới này các bạn. Cái xe này nó vừa dán phim xong nha các bạn. Bạn nhìn thấy cái kính nó đen hết rồi kìa. Vừa dán phim xong. Thì ok, để mình vô mình bật máy. Mình để máy lên cho cái dải đèn nó hiện lên cho các bạn nhìn thấy cái dải đèn LED của Audi như thế nào nha. Ok, mình sẽ bật công tắc lên đây. Công tắc làm đây là các bạn. Rồi ok. Thì mình sẽ quay từ phía sau tới trước. Mình nói cũng không được hay nha các bạn thông cảm nha. Mình cũng gọi chuyên gia gì đâu. Thì mình có sao mình nói đó thôi. Đôi lúc nói nó cũng hơi bị vấp. Các bạn thông cảm mình nha. Rồi, đây là cái phía sau đuôi của xe này các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Đây là cái dải đèn sau nè các bạn nè, dải đèn cốt nè. Đó. Chạy viền, chạy led quá đẹp các bạn. Các nhìn thấy không? Đó. Đây, mình sẽ quay xa hơn cho bạn nhìn thấy đó. Đó, ok, để mình lên mình bật cái aya lên, xi nhan lên cho các bạn xem nó cái bóng led nó chạy sao nha. Đó, để mình chạy bật aya lên luôn. Ok, mình quay cầm tay các bạn, điện thoại cầm tay nó hơi bị rung nha. Ok, mình đứng bên đây đi, các bạn nhìn thấy không? Đó, để mình quay sát lại nha. Đây. Đó, cái dải đèn xi nhan là màu cam nha các bạn. Còn cái dải đèn này là cái dải đèn LED nè. Cái đèn này là đèn đi đêm mấy bạn, đèn định vị sương mù á. Đó, nhìn đẹp không? Nhìn từ xa các bạn. Rồi ok. Ngoại thất vậy được rồi ha, để mình đi vô bên trong. Mình cũng có một cái clip mình cũng đã quay về con Q7 rồi nha các bạn. Nhưng mà con Q7 đó là màu đen. Mình quay nó cũng không được rõ lắm. Hiện nay mình sẽ đầu tư quay rõ hơn và chậm hơn một chút. Đây các bạn nhìn cái nội thất của con Audi Q7 nè. Đó, nhìn từ phía xa tới các bạn thấy không? Không gian rất là rộng rãi luôn. Mình sẽ đi từ cái tappi cửa nha. Đây, tappi cửa đó các bạn này, da hết nè. Đó, con này Audi Q7 là 7 chỗ nha các bạn. Đây là các phím lên xuống của cờ gương nè. Gập gương nè, lên xuống kính nè. Đó. Đây nó có một cái dải led ở dưới nè các bạn. Led nhỏ nhỏ chạy nè, thấy không?
như con Audi Q7 nên không có đổi màu được cái viền này nha. Còn con Q5 nó đổi được, để khi nào mình sẽ tranh thủ mình quay con thêm con Audi Q5 cho bạn xem. Rồi ok. Giờ mình sẽ vô bên trong ngồi. Đó. Bên trong xe ngồi cho nó thoải mái, mình tắt ra đây. Rồi. Trước mặt các bạn đây là cái vô lăng nha. Mình đóng cửa lại. Rồi. Đây, trước mặt các bạn là cái vô lăng của xe nè. Đó, giống như các mẫu xe khác thôi, thì nó cũng có các phím điều khiển ở trên vô lăng. Rồi giờ mình sẽ sang cái màn hình MMI của xe. Đây là màn hình MMI. Cái màn hình này nó vẫn còn cái miếng trắng này, là cái miếng keo này các bạn, thì mình có thể xé ra được nha. Đó, nhưng mà cái này là mình sẽ để như thế nào khách yêu cầu thì mình xé. Còn trên xe là trên màn hình MMI hiển thị MMI này, nó sẽ có một cái chiếc xe nè, với lại cái chế độ lái của xe nè các bạn này, Comfort nè, Off-road nè, Dynamic nè. Đó, các bạn thấy không? À, điều khiển sao? Điều khiển là nó có một cái phím điều khiển như đây các bạn nè, xoay nè. Xoay là điều khiển này. Đó. Ấn vô nè. Ấn vô á là mình vô cái chức năng của nó là auto nè. Rồi ok. Đây là cái dàn máy lạnh của nó đây các bạn. Đây thì cái dàn máy lạnh này thì nó có cái điểm hay nè. Thì nó có tiết hợp ở trên hiển thị trên đây luôn, các bạn được bao nhiêu độ này, xoay nè, tăng độ lên này, giảm độ này, auto này, đó, auto này. Thì đây nó cũng có các chức năng giống như mọi mọi chiếc xe bình thường thôi. À, các bạn nhìn cũng biết rồi. À, ở đây nè, thì mình bấm vô cái camera dè bạn xem nha. Đây, camera dè cho bạn xem đây. Đó. Ok. Thì mẫu Audi này mình cũng đã quay một lần cho bạn xem rồi. Thì có cái clip trước thì mình cũng quay không được có được chuyên nghiệp lắm. Thì hôm nay mình có chút kinh nghiệm thôi, không biết nó quay các bạn nhìn thấy sao thôi. Thế mình cố gắng mình sẽ quay chậm mà không bị rung. Rồi, ok, đây là mình sẽ quay sơ một vòng cái nội thất bên trong các bạn xem nha. Đó. Ok, ở trên đây cái trần trên là cũng có cái đèn nè. Đó, để mình đó, bạn thấy không? Đèn nè. Đó. Cảm ứng ảnh vô, cảm ơn ảnh vô. Rồi, hơi bị chói mình tắt đi. Đó. Ok. Rồi, để mình lấy nét lại chút. Rồi, ok. Đây là cái cần số nha các bạn. Đây là cái cần số của con Audi Q7 nha. À, các bạn nhìn thấy cần số không? Đây, mình bấm sát vô này. Còn cái con Audi Q7 thì này thì cái cần số nó tương tự như A4 với lại Q5 nha các bạn. Muốn cầm nắm nè. Này đó. Cầm nắm nè, P nè. Đó, R trên đó đầy đủ luôn. Phanh tay điện tử, ok. Đây là cái núm vặn. Đó, bên đây nó có cái đầu cặp tàn thuốc với lại mùi thuốc các bạn này. Đó. Rồi ok. Thì Audi này thường thường là nó có hai chìa khóa nha các bạn. Đây là hai cái chìa khóa của Audi này, các bạn nhìn thấy đâu không? Đó, hai chìa khóa Audi luôn. Đó, hai cái. Ok. Thì giờ mình đứng ra ngoài mình quay cho nó có không gian rộng chút ha. Đây mình quay đưa mình đứng ra bên ngoài chút. Mà thấy không? Đó, ok, quay ra ngoài nó rõ hơn chút, nó có đủ ánh sáng hơn. Đó, mình quay không gian cho bạn xem nha. Cực kỳ rộng rãi luôn. Rồi ok. Thì mình sẽ ra hàng ghế sau. Đây, hàng ghế sau đây. Xe 7 chỗ nha các bạn. Đó, hàng ghế sau cực kỳ rộng luôn. Đó, cũng đằng sau này cũng có tích hợp máy lạnh điều khiển riêng rồi cho những người ngồi sau này. Đó, ok. Giờ mình sẽ đi ra phần cốp sau. Đây. Mình sẽ ra phần cốp sau nha. Đây, cốp sau cực kỳ rộng rãi luôn các bạn ơi. Đó. Các thấy không? Thấy rõ không? Mình sẽ xa chút nha. Rồi, ok. Thì cái cốp sau đây là nó có cái ghế chỉnh điện nha các bạn. Đằng trước chỉnh cũng được, đằng sau chỉnh cũng được đây. Cái phần chỉnh điện này các bạn thấy không? Đó. Thì giờ mình để cái quyển sách này là mình bấm cho bạn xem nè. Thì mình sẽ bấm lên cho bạn xem nha. Đó, bấm lên nè. À, bấm lên nè. Nó hơi tối cho các bạn này. Đó, nó lên này các bạn. Thì mình sẽ ấn xuống nha. Hai cái luôn. Hơi tối chút các bạn thông cảm nha. Rồi, ok. Thì mình sẽ quay sơ sơ một vòng cho các bạn xem vậy thôi. Thì nếu các bạn nào thích về xe thì
mình sẽ comment mẫu ở dưới, mình sẽ quay cho bạn tiếp ha. Chỉ có Audi thôi nha các bạn. Đây mình lấy nét lại chút. Rồi ok. Đấy, đằng sau đuôi nè. Thì mình cũng không có phải là một chuyên gia gì đánh giá về xe, cũng chẳng có một nhân viên bán hàng gì đâu các bạn ơi. Đơn giản là mình chỉ là một kỹ thuật viên. Thì mình thích xe thì mình quay cho các bạn xem thôi ha. Thì các bạn nào mà muốn mình quay nhiều mẫu Audi khác thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì hiện tại là mình đang làm ở đây trong hãng thì mình cố gắng mình quay cho bạn xem được mẫu nào thì mình quay thôi. Để tranh thủ thời gian buổi trưa chút là mình quay cho bạn xem. Ok. Thì mình giờ lặn ra phần đầu chút cho bạn xem nè. Đó. Để mình xem nha. Rồi ok. Chắc mình sẽ kết thúc video thôi các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì cho mình một like và một đăng ký nha. Thì mình sẽ cố gắng ra nhiều clip mới hơn. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.